Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty may mặc Khuông Lung Meco thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Thông tin mới nhất từ ngành chức năng, đến 16 giờ 30 chiều nay, đám cháy mới cơ bản được khống chế sau hơn 7 giờ đồng hồ tích cực dập lửa. Đây là vụ cháy lớn nhất xảy ra tại thành phố Cần Thơ tính từ đầu năm đến nay, thiêu dụi phần lớn vật dụng bên trong khu nhà xưởng 5 tầng với thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, ngọn lửa đã bắt từ các nguyên vật liệu dễ cháy và bùng lên dữ dội, kèm theo khói độc bốc lên cao hàng trăm mét và nhanh chóng lan khắp khu nhà xưởng của công ty Khuông Lung Meco. Ngay trong buổi chiều, thì ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã yêu cầu trường học ở gần đó cho học sinh nghỉ học, các hộ dân lân cận cũng sơ tán để tránh khói độc. Trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy, một số cán bộ chiến sĩ đã bị ngất do hít phải khói độc. Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ cháy lớn tại một ngôi nhà 5 tầng nhằm sát chợ Kim Biên, khiến nhiều tiểu thương phải di dời tài sản. Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 của căn nhà rồi cháy lan sang các tầng khác. Nhiều tài sản của căn nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Hiện cả hai vụ cháy trên may mắn đều không có thiệt hại về người.